Ngay bây giờ sẽ là quyền cứu của sư sĩ Tiến, người sẽ đại diện cho ban giám khảo. Xin phép được mời 5 thành viên của team Như Vân mình bước lên phía trước ạ. Thực ra thì đối với mình đây là cuộc chơi. Khi mà vào vòng loại thì mình cứ thoải mái, enjoy với vòng loại thôi. Vì đây không phải là lần đầu tiên mà mình vào vòng loại mà. Nên là đối với tâm lý và việc đi về mình thoải mái. Năm bạn ngày hôm nay đã có một chiến thuật thất bại. Khi mà tụi anh zoom kỹ lên từng cái gương mặt của các bạn á và biểu hiện của các bạn khi thi thì không có bạn nào tỏ ra là mình sẽ cố năng lượng hoặc là sẽ tỏ sáng hơn bốn bạn còn lại cả. Cho nên nếu mà nói ngày hôm nay đánh giá trên cái sản phẩm ngày hôm nay để mà chọn cứu bạn nào á thì anh không cứu được ai hết. Rất là hồi hộp. Quá trình mình đến với chương trình ấy, mình chuẩn bị rất là nhiều thứ, mình mong muốn là sẽ có một cái thời gian gắn kết với chương trình rất là dài. Và bây giờ mới chỉ là tập 4 thôi. Chị rất là đồng quan điểm với anh Tiến. Vì khi mà mình tham gia một cái format, không biết là ngày hôm nay hay ngày mai mình sẽ phải vào đội nào, thì bọn em luôn luôn phải chuẩn bị một cái tinh thần. Chị cảm giác như khi bọn em lên set là bọn em gần như là đã buông xuôi từ trước khi bọn em lên set luôn rồi. Và ngay bây giờ sẽ là cơ hội các bạn. Xin mời ạ. Lần trước thì Nam đã may mắn được cứu bởi thí sinh Công Phát của team Luân Phiên. Thì đây là lần thứ hai mà Nam bước vào cái vòng loại này, thì Nam đã xác định cho mình một tinh thần là nếu mình không thể vượt qua được thử thách phụ của lần này thì chắc chắn mình sẽ phải là người ra về. Hồi hộp giùm. Thấy căng quá hờ. Cuộc chiến sinh tử. Trong bàn tiệc của ngày hôm nay thì các bạn đã được thực hành kỹ năng quan sát cũng như là ghi nhớ. Vậy thì ngày hôm nay các bạn sẽ có 15 giây để ghi nhớ toàn bộ chi tiết trên vật phẩm đang có trên tay của Hương Giang. Sau đó các bạn sẽ có 2 phút để hoàn thành nhanh nhất và giống nhất với vật phẩm trên tay này. Oh. Trời đất ơi. Mình lên coi được không ta? Thôi để cho mọi người coi. Em muốn thử vô làm hả? Vậy em bị loại đi. Không. Em không thích vô cái set này đâu. Chị không phải. Em không thích thử thách này. Và bây giờ 15 giây quan sát của các bạn bắt đầu. Chỉ có 15 giây để quan sát và ghi nhớ. Đó là một khoảng thời gian rất ngắn. Thì thật sự mình là một người có trí nhớ không được tốt cho lắm. Hơi kém. 5 4 3 2 1 hết giờ. 2 phút hoàn thành mẫu của các bạn bắt đầu. Hơi khó đối với mình nhưng mình nghĩ là mình làm được. Hội họa hay là những cái liên quan đến cái sự tỉ mỉ thì không phải là lợi thế của mình. Nên là khi nhìn thấy đề bài thì mình nghĩ trời ơi khó rồi. Đi coi không? Mỗi lần đến thử thách phụ là sợ nha. Không gọi là ghép hình thì bây giờ mình tô tượng. Và bắt buộc phải nhớ những cái màu sắc ở trên hình của bức tượng đó để mà tô lại y như thật. Bình tĩnh nha. Xem như không nhắc nha. Con chim nào được tô đủ màu thì sẽ được ở lại. Con chim nào mà nhợt nhạt thì sẽ được loại. Tô chi cho nó chậm lấy cái tay chết luôn. 45 giây đã trôi qua. Tô cỏ mà nguyên con chim màu xanh sao tô? So với những cái thử thách lần trước mà mình đã thực hiện thì mình cảm thấy là thử thách lần này khó hơn rất là nhiều. Vận dụng trí nhớ này, phải vận dụng những kỹ năng quan sát rất là kỹ và phải nhanh tay nữa. Bởi vì chỉ có 2 phút thôi. Chỉ còn 45 giây. Như là mình cũng khá là tập trung, mình cũng phân chia ra cái phần nhiều và phần ít và phần chi tiết. Thì khi mà mình lấy cái bảng màu xong thì mình cảm thấy ủa, sao cái màu chim ở trên kia nó màu xanh lá cây mà ở trong cái hộp màu nó không có ta. Hình lúc đó mình hơi bị gối và nên là có màu xanh thì mình cứ quất màu xanh thôi. Mình phải suy nghĩ làm sao để mình tô được ra cái màu ấy nữa cơ. Cái màu chương trình chỉ đưa cho mình cái màu gốc quá. Vàng. Nếu như mà các bạn không phải là người có trí nhớ thật tốt và các bạn có nhận định về màu, chắc chắn các bạn sẽ không thể pha được những cái màu đó. Chỉ còn 30 giây. Rất là lo sợ và cảm giác rằng là mình bị loại bây giờ thì đúng là mình chắc hóc mất. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên.
tính cách mình là cái gì cũng phải tới nơi tới chốn chứ không để dang dở được. Nên là mình đã sử dụng những ngón tay của mình để mà tô màu cho bức tượng nó một cách nhanh nhất và đều nhất. 5 nhanh, 4 cái đuôi. Tất cả dừng lại. Trời ơi, cái đó nhanh lên là được rồi đó. Bạn bạn đó chị nói nó nhanh đúng không? Ở ngoài thoại, đúng rồi. Thoại là giống đúng chị? Gần như giống. Con người á có 8 loại thông minh lận. Đâu thể nào mình đưa số học cho một người yêu văn được. Cho nên là đưa cái trò chơi vô đây thì cũng hên xui thôi. Và đề bài của chúng ta là trong 2 phút các bạn sẽ phải hoàn thành sản phẩm nhanh nhất và đúng nhất. Thì các bạn cần phải phân tích rất kỹ. Ở đây không phải là nhanh nhất và đẹp nhất. Cho nên nhiệm vụ các bạn phải là hoàn thành toàn bộ màu sắc trên con chim này trước. Theo như quan sát vừa rồi thì tất cả mọi người đều chưa tô hoàn thành con chim của mình. Bước vào trong vòng loại này, cái niềm tin duy nhất của Nam đó chính là vượt qua, cố gắng vượt qua cái thử thách phụ của chương trình đưa ra. Nhưng biết sao giờ, khả năng của mình không đủ nhanh nhẹn để làm cái việc đó. Hơi tiếc là chỉ lệch màu một tí thôi. Ai ngờ là màu xanh lá cây chứ không phải là màu xanh dương. Trước khi anh Tiến đưa ra quyết định thì các bạn có thể chia sẻ một chút về cái hành trình trong ngày hôm nay làm việc. Thưa ba vị ban giám khảo, có một cái câu nói là học tài thi phận. Thì ngày hôm nay em sẽ tự tặng cho mình một cái câu là học tài nhưng làm theo ý người khác. Em là thí sinh, xin ý kiến chị Như Vân rất nhiều. Và ở đây có chị Như Vân và có những bạn thí sinh cùng em. Biết là anh Đạt lên tiếng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chốt làm theo ý chị Như Vân. Dù sao thì em cũng phải xin gửi đến chị Vân một lời cảm ơn rất là chân thành. Bởi vì ngay khi nhận được thông tin của những thí sinh thì chị đã liên hệ với bọn em và hướng dẫn bọn em rất là nhiều thứ. Tiếc là ngày hôm nay chị em mình chưa giành được chiến thắng. Và nếu em có cơ hội được đồng hành cùng chương trình thì em vẫn giữ nguyên cái thái độ biết thì lên tiếng, không biết lắng nghe, tôn trọng người có quyền hạn hơn mình. Nếu có cơ hội làm việc lại với chị thì em xin phép vẫn là chính bản thân mình, vẫn có những cái ý kiến đóng góp với chị, nhưng với một cái lòng quyết tâm hơn và cũng sẽ tôn trọng, yêu thích chị giống như những cái phút ban đầu mà em được vào team chị. Mình đã trong tình cảnh là một ngôi nhà bị đánh sập rồi. Không ngờ là có người còn có thể bước lên trên ngôi nhà đang sập đổ đó nữa. Mặc dù cái dáng của bọn em không có gì đặc biệt, nhưng em và Hoàng đã phải giữ bình tĩnh rất nhiều ở trên dây, đến nỗi mà hai chân hay hai anh em móc vào phía sau nhau để giữ cái dáng đấy 17 phút như chị Như Vân đã mong muốn. Mồ hôi rơi xuống, thực sự là hôm nay rất mệt. Anh Đạt đã là một người rất là có cá tính ngay từ khi bước vào chương trình rồi. Và thật ra anh đi suy nghĩ nào thì mình cũng rất là tôn trọng thôi. Nhưng mà mình chỉ không đồng quan điểm với anh Đạt là tại sao lại đổ lỗi cho một người con gái như vậy, trong khi mà người ta đã nhận hết lỗi về bản thân của người ta rồi. Ok, Đạt có thể nói những điều mà Đạt muốn nói. Nhưng cái lượt chơi tiếp theo chị sẽ chơi theo cách của chị. Sự thật mất lòng mà. Có thể anh Đạt nói như vậy, mọi người sẽ nghĩ là anh Đạt vì muốn được vào vòng tiếp nên mà mới lấy chị Như Vân ra làm bước đạp. Nhưng không, đây là một ý kiến tốt để cho chị Như Vân và chính bản thân mình phải xem xét lại. Em xin cảm ơn tất cả thí sinh đã đồng hành với em trong buổi ngày hôm nay. Đó là một lời cảm ơn chân thành và em cần phải được nói ra lúc này. Em là một người luôn biết được là mình làm gì và em chịu trách nhiệm với cái điều mà em làm. Thứ hai là em tôn trọng supporter của mình. Đây không phải là tôn trọng chỉ vì là chị là supporter, mà đó là tôn trọng cả về phái đẹp nữa. Điều cuối cùng đó là dù thắng hay thua, dù có thế nào thì em chấp nhận vui vẻ, hoan hỉ đón nhận. Vào vòng loại, mình đã xác định được là tâm lý của mình sẽ có thể ra về. Nhưng mình tin được là các ban giám khảo và chị Mai Ngô có thể nhìn ra được quá trình và mình đã cố gắng như thế nào. Mọi người đang đứng ở trên vị trí gọi là thành công ấy ạ. Thì một ngày nào đó em cũng sẽ phải bước được lên được nó. Nếu ở không phải ở trong cuộc thi này thì bên ngoài kia em vẫn sẽ cố gắng để leo lên được vị trí trên đó. Đây là một cái game show khác hoàn toàn với tất cả những game show trước giờ em tham gia. Cái sự thất bại hay sự thành công ấy, nó là một cái trải nghiệm cần phải có của một gentleman.
khi một người đàn ông muốn bước lên được đỉnh vinh quang đó thì chắc chắn người ta sẽ phải bước qua một sự thất bại. Em không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai trong cái cuộc đua ngày hôm nay, nhưng em tin rằng là những cái sự quyết định và sự lựa chọn của ban giám khảo sẽ là một sự công tâm và giúp tìm ra được The Next Gentleman của 2024. Bản thân em công đoàn thì sẽ có suy nghĩ rất là khác so với anh Đạt. Em không trách ai ở đây cả, mà em luôn luôn cảm ơn mọi người. Ngày hôm nay chị Như Vân cũng thật sự cũng đã rất là vất vả rồi. Để nghĩ ra được concept, để cố gắng ổn định mọi người để posing được thì đây em nghĩ là một cái điều không may thôi. Và không sao, thanh niên dám làm, dám chịu. Mình chịu được trách nhiệm đối với hành động của mình. Đây là cái điều mà mình muốn truyền tải với mọi người. Em nghĩ em là một người có thể thay đổi. Và em rất là tiếc khi em đã chưa thể là bung được hết sức mình để chứng minh cho mọi người thấy. Nhưng mà nếu như mà có cơ hội thì em sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Em thật sự là cũng mới tham gia game show thực tế lần đầu tiên. Thật sự là em cũng vượt qua những giới hạn khi chương trình đã đưa ra những thử thách ở các tập lần trước. Thật sự là em cảm thấy rất hài lòng về bản thân của mình, về thể lực cũng như là về trí tuệ. Em có đi tiếp hay là dừng lại, em cũng rất cảm ơn chương trình. Cũng giống như công đoàn, không thể nào trách chị Như Vân, tại vì chị Như Vân đã làm hết sức, do là không may mắn thôi. Cảm ơn ạ. Thọ nghĩ chắc chắn sẽ có một ngày mình Thọ sẽ đứng đó, nhưng mà nó không ngờ nó đến sớm như vậy. Vậy thì Như Vân, nếu anh xin em lời khuyên là nên cứu ai, thì lời khuyên đó sẽ là gì? Thật ra là ở vị trí này em không thể nào đưa ra một cái đánh giá cho tất cả các bạn mà em đã đặt các bạn vào trong cái vị trí này. Vậy thì nếu dựa vào cái quá trình em làm việc chung với các bạn, và bây giờ người có quyền cứu là em, thì em sẽ cứu ai? Nếu mà nói về một cách công tâm nhất thì mình nghĩ đó nên thuộc về anh Nam. Có thể cái tập hôm nay nó là cái lỗi sai của em, và có thể là mọi người có thể bỏ qua nó một bên và nhìn lại tất cả cái hành trình của tất cả các bạn từ tập 1 cho tới bây giờ. Em cũng đã tin tưởng ở anh Tiến khi mà anh lựa chọn thí sinh vào đội của em trong cái ngày đầu tiên, thì em luôn luôn tin tưởng những cái lựa chọn của anh là đúng. Những phần thi mình đều luôn không chỉ làm tốt phần của mình mà mình còn bổ trợ cho những người xung quanh mình rất nhiều, những cái bạn thí sinh vào team của mình ngày hôm đó. Thậm chí mình còn phụ giúp cho supporter để có thể điều phối được những cái hoạt động shooting đó một cách tốt nhất có thể. Thực ra trong mắt chị thì nếu mà nói về cả quá trình ấy, thì trong 5 người ở đây, Xuân Đạt, Việt Hoàng và Minh Thoại có phần nhỉnh hơn Nam và Đoàn một chút. Đạt, em lúc nào cũng rất là nhiều năng lượng, em rất thông minh. Từ khi em gần như là bị loại từ tập 1, em đứng cái dáng Superman để kiếm cơ hội vào chương trình. Cho đến khi em được vào team luân phiên, khi em thể hiện các bức hình, cho đến khi em ngồi sau monitor chỉ đạo, cái gì em làm cũng tốt hết. Việt Hoàng, từ đầu em không hề có thế mạnh về thể lực, nhưng mà em rất là thông minh và em rất là nhanh nhẹn. Em cố gắng tìm mọi cách để vượt qua mọi thử thách của chương trình. Và ngày hôm nay chị cũng cảm thấy rất tiếc cho cái hành trình của em khi em đang ở đây. Thoại, gần như là em không có cái gì để chê cả. Ngoại hình em rất sáng, mọi thứ cư xử của em cho đến những cái bức hình tuần trước, hình như là bức hình của em gần đạt vị trí thứ nhất đúng không? Tất cả bọn em đều đang ở đây với một cái điều không mong muốn trong ngày hôm nay. Thưa sĩ Tiến, hãy đưa con chim này cho người có cơ hội bước lên vị trí số 18 của ngày hôm nay. Nhâm Phương Nam, ở vòng đầu tiên cũng là một cặp khiến cho ban giám khảo phải suy nghĩ rất nhiều. Bạn nổi bật tập 1. Tập 2, bạn cũng là người có tấm ảnh được đánh giá cao. Tập 3, thứ hạng bạn không hề thấp. Và hôm nay chúng ta đang đứng ở đây tập 4. Nếu nói cả quá trình của Nhâm Phương Nam thì anh cảm thấy 4 tập bạn đã tốt 3 trên 4 thì không phải là một quá trình tệ. Tuy nhiên, anh có một cái nguyên tắc của anh, đó là anh sẽ không bao giờ cứu một người hai lần. Em không phải chỉ đơn thuần đưa cái ưu điểm cho mình anh thấy. Các supporter ở đây và các giám khảo khác không thấy, nghĩa là khán giả cũng chưa thấy. Đi tới tập mấy của chương trình này nó không quan trọng bằng em đi tới đâu trong lòng khán giả. Mặc dù anh đánh giá khá cao trong Phương Nam, nhưng anh sẽ không cứu em. Thì anh Tiến đã cứu Nam một lần ở vòng pick team và một lần ở vòng chọn đội. Đó là hai lần của anh Tiến rồi. Thì một người mà giữ vững những cái quan điểm, giữ vững những cái lời nói của mình như anh Tiến thì không thể nào thay đổi. Bởi vì xuất phát điểm của anh Nam trong chương trình này nó quá cao,
khiến cho anh Dược Sĩ Tiến đề cao anh Nam và muốn anh Nam phải vượt hơn thế. Chúng ta hãy fair play cho tất cả mọi người trở về con số 0 để có thể đánh giá thực lực của họ, chứ không thể đánh giá thực lực của họ trước đấy khi mà vào chương trình. Trong 4 bạn còn lại, người có thể khiến anh nhớ tên mà không cần phải hỏi Hương Giang, đó là Xuân Đạt. Cảm ơn ạ. Thật sự là quá tuyệt vời. Bởi vì 5 thí sinh ngày hôm nay ai cũng mạnh, mình lại là một thí sinh được anh Tiến tin tưởng lựa chọn vào vòng trong thì mình sẽ phải cố gắng rất là nhiều. Bởi vì cái cơ hội nó không còn quá nhiều nữa, nên là mình sẽ cố gắng lắm đấy để phát huy trong các tập sau. Yes. Anh Tiến cứu anh Đạt có thể là do anh Tiến có ấn tượng với anh Đạt ngay từ phần đầu, nhưng nó cũng là một điều không công bằng.